Rồi em chào cả nhà nha. Hôm nay em mới về một con dắt nè. Dắt này thì cực kỳ là đẹp nha cả nhà. Đó, rất rất đẹp, rất là rin luôn nha. Xe cực kỳ đẹp và cực kỳ liền lạc luôn nha cả nhà. Tải 1.8 nha. Đó, đời 2008 luôn. Xe rất là đẹp luôn, mới vừa về ha. Xe này chạy từ dưới Kiên Giang về nè cả nhà. Đó, bà con nào muốn sở hữu con dắt này thì gọi ngay cho em nha. Rồi em sẽ lên cái video chi tiết sau về cái con xe này. Xe mới về cho nên bạc nó hơi sùm xề tí xíu. Xe thì em mới về chưa có dọn dẹp gì hết trơn, chưa có lau chùi hết mà nội sắt mà ông sơn rất đẹp nha, riêng nguyên nha cả nhà. Xe rất là đẹp nha. Nội thất sạch sẽ liền lạc nha. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó, bà con nào quan tâm thì gọi ngay cho tổng em Phát và số hotline của em ha. Số 0988 454 318 nha. Để có thêm thông tin về xe và để có được cái giá tốt nhất cho bà con của mình nha. Ha, xe đời 2008, dắt 1.8 ha. Năm bửng mở nha cả nhà. Năm bửng mở nha, xe không có máy lạnh nha. Xe rất đẹp, em sẽ lên video chi tiết sau nha.